Hello, chào tất cả các anh em, chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một em siêu mẫu đến từ đất nước là của Hoa Kỳ. Và em này thì sẽ đến từ thương hiệu là của Fisher và tên model là 301. Đây là một dòng sản phẩm mà phải nói là có thiết kế cực kỳ đẹp mắt anh em ạ. Đây, bên này thì hàng Nhật cũng vừa mới vào anh em. Hình thức là còn rất là mới, trên 95%. Bên này thì sẽ thuộc dòng âm ly receiver anh em. Anh em nhìn vào cái đài receiver nó rất là đẹp anh em ạ. Đây, mời anh em cùng xem qua về thiết kế sản phẩm. Cái này thì sẽ có thiết kế thêm một cái lớp vỏ gỗ mỏng ở bên ngoài anh em, rất là đẹp và sang trọng anh em ạ. Đây, mặt sau sản phẩm còn rất là mới, tem chữ nghĩa còn rất là rõ ràng anh em. Và người xin phép được báo giá luôn cho anh em. Con này thì người sẽ để lại cho anh em với một mức giá còn rất là tốt, chỉ với 9.700.000 đồng. Và nếu anh em muốn mua thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo để được Nhật tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ qua và những cái nút chức năng của sản phẩm trước nha anh em. Đầu tiên thì ở đây chúng ta có nút volume. Nút volume mà để tăng giảm âm lượng. Cái này là làm theo cái thiết kế cũng khá khổ nhưng mà nó để thuộc cái dạng mà gạt qua gạt lại, chứ mới là cái phím tròn nha anh em. Trời, thiết kế này rất là hoài niệm nhưng mà. Còn đây là nút mà để khởi động nguồn nha anh em. Đây là AC off đây anh em. Nút AC off. Em nhấn vào đây thì nó sẽ tắt nguồn nha anh em. Đây anh em nhìn thấy nó sẽ tắt nguồn. Còn đây là nút men, là nút khởi động cái máy này đây. Còn đây là những cái nút chức năng mà chơi qua remote hay là men remote, cái này cũng không quan trọng anh em, quan trọng là chúng ta sẽ chơi ở cái nút men này. Còn đây là cái nút để điều chỉnh bờ ba lăng, trap và bass là những nút mà quá quen thuộc. Còn đây là cái nút về mode chức năng bờ nghe stereo, nghe mono hoặc nghe qua tép, anh em nghe 4 kênh. Còn bên đây là các cổng kết nối tín hiệu nguồn vào qua AUX 1, 2 hoặc nghe đài FM, AM mà nghe phono là bấm dĩa thang. Nói chung là cái nút chức năng như con này thì nó hết sức vậy. Đây, nó hết sức quen thuộc anh em. Ngoài ra thì ở bên này thì sản phẩm thì sẽ có trang bị cái nút chức năng cho anh em muting và tắt nhanh âm thanh, hai filter bộ lọc âm cao, và đặc biệt quan trọng là chúng ta loa nét để tăng nhanh chất âm của âm ly nha anh em. Con này nói chung là đầy đủ cái nút chức năng ăn chơi mà hầu như là mọi âm ly đều phải có. Rồi chúng ta thì sẽ cùng xem qua bề mặt sau của sản phẩm. Đầu tiên thì chúng ta thấy là cái anten của sản phẩm đây nha anh em, vẫn là in những dòng chữ rất là cổ ngày xưa. Đây có số series về trên thôi nhưng mà cái này thì kế quá đẹp anh em. Đây anh em xem qua bởi cái lớp vỏ gỗ sản phẩm, quá đẹp bên em à. Và đây là thiết kế và cách điều dàn tổ ong để anh em có thấy những cái tổ thất ở bên trong và cũng giúp cho nó tản nhiệt tốt hơn anh em à. Đây cái này sẽ có hai tụ nhôm rất là đẹp anh em, rất hiếm trong sản phẩm mà có cái tổ nhôm như con này. Đây rất là nhiều tổ độc mồ nhưng mà con này sẽ trang bị chúng ta tổng cộng là 4 sò sắt của Motorola, nên phải nói khả năng khuếch đại cái này không có điểm gì ở bàn. Còn về đây mặt sau cái sản phẩm, đây là tem chứng nhận sản phẩm của Hoa Kỳ anh em. Đây tem chứng nhận. Bên đây sẽ là các chặt loa của sản phẩm. Đây chặt loa cũng thiết kế rất là đặc biệt anh em ạ. Còn đây là thông số cấu hình của sản phẩm Fisher 301, điện 120V, công suất là 190W, được sản xuất bởi Fisher Radio tại New York ở Mỹ anh em, New York thành phố của Mỹ. Còn bên dưới là số serial sản phẩm. Còn bên cạnh dưới là các cổng mà kết nối tín hiệu sản phẩm của
thêm phẩm. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng chủ yếu nhất là AUX 1 và AUX 2. Nói chung là các kết nối con này cũng hết sức là đơn giản nha mà. Đây thiết kế này quá đẹp, ngoại hình cũng rất là xuất sắc cho anh em. Cái nút điều chỉnh thì vẫn đầy đủ. Con này thì đến từ thương hiệu cũng khá là lớn của Fisher. Rồi thôi không dài dòng nữa, mình sẽ vào nghe bài test luôn sức âm của Fisher 301. Mời anh em. Đây bài hiện tại được đăng kết nối trong live của chúng tôi. Fisher 301 thì chất âm cho ra nói thì phải nói là quá là hay anh em à, không có điểm gì để bàn cãi. Giải bass cho ra thì rất là chắc anh em, tiếng đập nghe nó rất là chắc. Và giải chép thì cho ra thì phải nói là rất là sâu, bén và rất là nhạy anh em à. Một sản phẩm như này thì nó sẽ hồi đủ rất là đầy đủ tính năng. Và thiết kế đẹp bởi vì bài chất âm hay, phù hợp với rất là nhiều anh em thích sưu tầm và thích một cái chất âm mà nó ngọt ngào và chi tiết. Rồi anh em thấy sao về Fisher 301 thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì hãy đăng ký kênh để mọi Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp anh em trên những video lần tới.